Hey girl, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là G đây. Thì buổi tối ngày hôm nay mình cũng xin phép làm một cái món mà trước đây mình cũng đã từng làm rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì mình không có làm những cái series nấu ăn nữa. Thì tối nay mình xin phép được nấu cái món đó là phần gà rán nha các bạn. Thì phần gà rán ở đây mình cũng đã mua 4 cái đùi gà ở điện Bách Hóa Xanh. Thì thực chất là nó cũng khá là rẻ đó các bạn. Cái phần đùi gà này thì cũng có hai mấy ngàn à, gần 30. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái 4 cái đùi gà ra và rửa đó nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ 4 cái phần đùi gà này phần xuống nước. Phần rửa cái đùi gà này thì các bạn hãy nên nhớ là rửa kỹ một chút cho nó sạch. Tất nhiên là ở cái phần Bách Hóa Xanh bán thì mình cũng khá là yên tâm rồi. Nhưng mà để muốn sạch sẽ hơn về cho sức khỏe thì các bạn nên rửa nhiều lần. Đây là cái nước mà mình sẽ quay và rửa một lần thôi, nhưng tí nữa mình ra ngoài vòi mà sẽ vữa thêm vài cái lần nước nữa. Nếu bạn muốn kỹ thì các bạn có thể cho một chút muối vô, còn mình cảm thấy là ok rồi nên là mình sẽ không bỏ muối nữa và chỉ rửa một vài nước cho nó sạch cái phần đùi gà. Tí nữa mình chiên lên cho nó ngon hơn thôi, nó đỡ bị dơ như thế này. Nó không dơ nhiều đó các bạn rửa thì nó sẽ sạch và ok và đảm bảo cho sức khỏe các bạn hơn. Và sau khi rửa xong thì các bạn hãy dùng một cái loại bột, đó là bột chiên gà nha các bạn. Mình đây là mình dùng bột chiên giòn cái phần gà đó bạn. Thì ngoài này mình đã sử dụng nó rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn cũng khá là nhiều nên là mình quyết định sử dụng luôn và không có mua nữa. Thì bây giờ mình sẽ đổ ra phần hai tô. Tô nhất cũng là cái bột này và tô thứ hai cũng là cái bột này. Nhưng mà cái tô bên thau nhựa của mình, ở bên tô thau sứ của mình sẽ là đổ thêm nước vô để các bạn, đó là trộn phần gà vô cái phần bột nước và sau đó sẽ trộn vô cái phần bột khô. Ở đây mình làm dùng cái muỗng để làm cho những cái phần bột đó các bạn nó được nhỏ lại một chút xíu nữa, bởi vì nó nhỏ thì nó có sẽ bám vô cái phần thịt gà nhiều hơn, còn các bạn để nó đóng thành nhiều cục thì nó sẽ không bám được nhiều. Thế nên là các bạn hãy dùng một cái muỗng hoặc cái đũa gì đó các bạn khuấy lên cho cái phần bột nó được tan ra cũng như là nó mịn hơn. Bây giờ mình sẽ dùng một chút nước để đổ vô cái thau một cái tô sứ của mình để cho phần gà nó, tí nữa mình sẽ nhúng vô trong cái phần này trước và nhúng vô cái phần bột kia sau. Bây giờ các bạn thấy đó, mình sẽ khuấy lên, khuấy đều lên cho nó ướt hết phần bột đi. Rồi sau đó mình bỏ cái phần đùi gà vô đây để nhúng nó cho nó ướt đi, rồi mình mới có thể chiên được. Bây giờ trong lúc mà mình chờ đợi cái phần nước cho nó đã ra thì các bạn hãy đổ dầu cho nó thật là sôi vô. Mình có lót mấy cái bịch cũng như là mấy khăn bên ngoài để cho dầu nó đỡ bắn ra khỏi nhà nha các bạn. Đây là phần chén dầu mình còn nên bây giờ mình sẽ sử dụng luôn và cũng như là sử dụng một cái dầu mới cho cái lượng dầu nó đủ một chút xíu để khi mình chiên á nó có thể là không cần phải ngập hết là phần đùi gà, nhưng mà cũng phải đảm bảo là phần nữa nha các bạn. Và trong lúc mình đợi cho cái dầu nó sôi á thì mình quay lại với cái đùi gà này và bây giờ mình sẽ nhúng nó vô cái phần nước bột này. Đó các bạn, nhúng từ từ và hãy quay đều nó cho nó bám hết cái lần này đến chỗ khác để cho cái đùi gà nó được ok hơn. Và bây giờ các bạn hãy bỏ vô cái phần bột khô nè. Rồi các bạn hãy quay nó vài vòng cho cái phần bột khô nó bám vô cái phần đùi gà thì cái vỏ đùi gà nó sẽ được to hơn. Và nếu các bạn ăn theo mình á, các bạn sau khi mà các bạn vò nó với lại bột như thế này rồi thì các bạn hãy quay lại với lại cái bột nước kia, các bạn làm thêm một vòng nữa thì cái phần đùi gà nó sẽ to hơn. Và ai thích ăn như vậy giống như mình thì hãy comment giùm mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại nhúng thêm một lần nữa thì tí nữa các bạn có thể thấy đó là cái phần đùi gà của mình khá là to. Đó, bây giờ mình sẽ dùng kỹ hơn như ban đầu cho cái phần nước nó bám thật chắc những cái chỗ mà trong cái khe cái của cái đùi gà. Và bây giờ mình sẽ trộn với phần bột một chút nữa. Cái bước này á, thì nó khá là tốn nguyên liệu các bạn. Tốn ở đây chính là tốn cái phần bột khô các bạn. Nó bám vô khá là nhiều. Nhưng mà ở đây mình có làm với một số lượng là ít thôi, là 4 cái đùi gà. Nên là mình cũng không thấy là nó tiêu hao gì nhiều. Cho nên mình sẽ làm cách này với lại 4 cái đùi gà.
Các bạn làm xong rồi thì các bạn hãy đợi cho nó khô một chút rồi các bạn hãy bỏ vô dầu nha các bạn, để cho phần bột bám chắc thì tí nữa chiên nó sẽ đỡ bị rơi ra. Và bây giờ sau khi mình đợi xong thì dầu nó cũng đã sôi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ giảm một chút cái phần nhiệt độ để mình bỏ cái dầu, để mình bỏ cái đùi gà vô cho nó đỡ bị văng ra. Thì thực chất thì cái đùi gà này cũng sẽ không bị văng ra đâu các bạn, bởi vì là cái phần lớp bột của mình ở trên á, nó giúp cho dầu nó không bị bắn ra. Bởi vì đó là dầu phải tiếp xúc với bề mặt trong, thịt trong của cái miếng thịt đó thì nó mới bắn được. Nhưng mà cái này thì hầu như là cái lớp bột nó đã ấy xong rồi. Và đây là cái của mình nè các bạn. Và sau khi xong á thì mình cũng xin phép được ăn cơm cùng các bạn nha. Thì tối nay á mà mình cũng ăn cơm đùi gà rán với lại phần cơm. Đó, đây là phần gà mà mình đã chiên xong, các bạn thấy nó to không? Như mình đã nói mà mình trộn hai lần thì nó khá là to luôn. Đó, bây giờ cơm thì cũng mình vừa mới nấu rồi. Nên là mình cũng cùng các bạn ăn luôn cho nó vui. Tại buổi tối các bạn. Nên là ăn cơm cho nó chắc bụng. Thường thì mình sẽ ăn cơm vào buổi tối với buổi trưa nữa, mình sẽ ăn cơm. Và cho mình để cái quạt các bạn, nó quạt cái tóc mình bay dữ quá nên là nó hơi vướng vô con mắt các bạn. Thì ở đây mình xin ăn cái đùi gà trước thử coi là nó như thế nào. Thì đó, như mình ăn nó thì cái phần nó khá là ngon các bạn, bởi vì căn bản cái phần bột á thì nó cũng đã nêm nếm cho mình hết sẵn rồi. Mình chỉ cần quét cái phần bột lên và chiên nó thôi. Đó thì mình để mình đẩy quạt qua chút đó. Đó, mình sẽ ăn cái phần chân đùi gà này. Phần đùi gà này với cơm để cũng như là cho nó vừa luôn. Tại vì các bạn, cái phần bột này á, các bạn chiên thì nó chỉ dành cho là các bạn ăn với cơm, chứ các bạn ăn không các bạn nó sẽ hơi mặn mặn. Nếu như các bạn nào ăn mặn được á thì coi như là nó là ok luôn. Còn mình thì ăn vừa thôi các bạn, cho nên là mình ăn cùng chung với cơm cho nó giảm cái độ mặn lại. Mình thì trước giờ cũng hay ăn mặn lắm, nhưng mà cũng dạo một năm nay thì mình cũng đã giảm cái lượng ăn mặn mình lại rồi. Ăn mặn cũng không tốt cho sức khỏe đâu các bạn ơi. Các bạn nên hạn chế ăn mặn với ăn ngọt lại thì nó sẽ tốt hơn, và ăn trái cây nhiều thường xuyên. Thì chắc mình xin phép được dừng cái clip tới đây thôi. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem cái video tới đây luôn. Chào tạm biệt các bạn nha.